Luận Đại Trí Độ, quyển 79, phẩm thứ 65, tiếp theo. Độ hư không, tiếp theo. Kinh: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát thành tựu hai pháp khiến ác ma chẳng phá hoại được, đó là quán hết thảy pháp không, chẳng xả bỏ hết thảy chúng sanh. Bồ Tát lại thành tựu hai pháp nữa khiến ác ma chẳng phá hoại được, đó là làm đúng như nói, được chư Phật hộ niệm. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành như vậy nên chư thiên đến thân cận thăm hỏi và thưa rằng: Chẳng bao lâu nữa Ngài sẽ được vô thượng Bồ Đề, nên Ngài phải hành không, vô tướng và vô tác. Vì sao? Vì hành các hạnh đó, Ngài sẽ hộ cho những chúng sanh chẳng được hộ, sẽ làm chỗ y chỉ cho những chúng sanh chẳng có chỗ y chỉ, sẽ cứu những chúng sanh chẳng được cứu, sẽ làm con đường cứu cánh cho những chúng sanh chẳng có chỗ cứu cánh, sẽ làm chỗ quy y cho những chúng sanh chẳng có chỗ quy y, sẽ làm chỗ cồn đảo cho những chúng sanh chẳng có nơi trú ngụ, sẽ làm đuốc sáng cho những chúng sanh mê muội, sẽ làm đôi mắt sáng cho những chúng sanh bị đuôi mù. Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy, chư Phật trong khắp cả mười phương khi thuyết pháp trước đại chúng đều xưng dương và tán thán danh tánh của vị Bồ Tát ấy. Vì sao? Vì cho hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy mà Bồ Tát ấy thành tựu được vô lượng công đức, khiến hạt giống Phật chẳng đoạn dứt. Này Tu Bồ Đề, như khi ta thuyết pháp trước đại chúng, ta cũng xưng dương và tán thán danh tánh của Bồ Tát Bảo Tướng, Bồ Tát Thi Khí. Lại nữa, ở thế giới Phật A Súc Bệ có những Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, tịnh tu phạm hạnh, ta cũng xưng dương và tán thán các Bồ Tát ấy. Ở các thế giới Phật về bốn phương Đông, Tây, Nam và Bắc, về hai phương trên và dưới, về bốn phương chéo, ta cũng làm như vậy. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, có Bồ Tát từ sơ phát tâm đã muốn được đầy đủ Phật đạo, muốn được nhất thiết chủng trí, nên khi chư Phật thuyết pháp thường xưng dương và tán thán các Bồ Tát ấy. Vì sao? Vì do hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy mà các Bồ Tát ấy thành tựu được vô lượng công đức, khiến giống Phật chẳng đoạn dứt. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, những Bồ Tát nào được chư Phật khi thuyết pháp xưng dương và tán thán? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, đó là các vị Bồ Tát bất thối chuyển. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát bất thối chuyển nào được chư Phật xưng dương và tán thán? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, tu tập như Đức Phật A Súc Bệ khi còn là Bồ Tát, chư Bồ Tát bất thối chuyển cũng phải tu tập như vậy. Chư Bồ Tát bất thối chuyển này được chư Phật khi thuyết pháp xưng dương và tán thán. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, có Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, dù chưa được vô sanh pháp nhẫn, nhưng đã tính giải hết thảy pháp vô sanh. Tính giải hết thảy pháp không, biết rõ hết thảy pháp đều là hư vọng, đều chẳng thật có, đều chẳng kiên cố. Này Tu Bồ Đề, các Bồ Tát này được chư Phật khi thuyết pháp xưng dương và tán thán. Này Tu Bồ Đề, nếu có Bồ Tát nào được chư Phật khi thuyết pháp xưng dương và tán thán, thì phải biết vị Bồ Tát ấy đã diệt hẳn tâm thanh văn và tâm bích chi Phật, sẽ được thọ ký vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát nào được chư Phật khi thuyết pháp xưng dương và tán thán, sẽ được an trú trong bất thối chuyển địa, trú ở địa này rồi sẽ được nhất thiết chủng trí. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, nếu có Bồ Tát nào nghe thâm Bát Nhã Ba La Mật mà tâm được bừng sáng, chẳng nghi, lại tự niệm rằng sự việc như vậy nên Phật nói ra đúng như vậy, thì phải biết vị Bồ Tát ấy đã được nghe Phật A Súc cùng hàng Bồ Tát rộng nói về Bát Nhã Ba La Mật. Nghe xong, Bồ Tát ấy liền tính giải, rồi đúng như thuyết tu hành dẫn đến an trú trong bất thối chuyển địa. Này Tu Bồ Đề, chỉ nghe Bát Nhã Ba La Mật đã được nhiều lợi ích, huống nữa là còn tính giải và đúng như thuyết tu hành,
người nghe rồi tính giải, đúng như thuyết tu hành sẽ được bất thối chuyển, dẫn đến sẽ được nhất thiết chủng trí. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Phật dạy, nếu Bồ Tát đúng như thuyết mà trú, đúng như thuyết mà hành, thì đó là trú trong nhất thiết chủng trí. Như vậy, nếu Bồ Tát chẳng đắc hết thảy pháp, thì làm sao mà trú trong nhất thiết chủng trí được? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát trú trong pháp như là trú trong nhất thiết chủng trí. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, trừ như ra thì chẳng có pháp nào khả đắc. Như vậy thì ai trú trong như và trú trong như rồi sẽ được vô thượng Bồ Đề? Ai trú trong như để thuyết pháp, như còn bất khả đắc, huống nữa là trú trong như sẽ được vô thượng Bồ Đề, nên chẳng có ai trú trong như để thuyết pháp vậy. Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, trừ như ra thì chẳng có pháp nào khả đắc cả. Chẳng ai trú trong như, chẳng ai trú trong như rồi sẽ được vô thượng Bồ Đề. Chẳng ai trú trong như rồi sẽ thuyết pháp. Như là bất khả đắc, huống nữa là trú trong như mà sẽ được vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì như là chẳng sanh, chẳng trú, chẳng dị, chẳng diệt. Nếu pháp như là chẳng sanh, chẳng trú, chẳng dị, chẳng diệt, thì chẳng ai có thể trú trong như. Chẳng ai có thể trú trong như rồi sẽ được vô thượng Bồ Đề. Chẳng ai có thể trú trong như rồi sẽ thuyết pháp vậy. Lúc bấy giờ, Ngài Thích Đề Hoàng Nhân bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chư Đại Bồ Tát làm việc rất khó làm, đó là trú trong thâm Bát Nhã Ba La Mật mà muốn được vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì trong như chẳng có người trú, chẳng có người trú rồi sẽ được vô thượng Bồ Đề. Chẳng có người trú rồi sẽ thuyết pháp, chư Đại Bồ Tát ở nơi đây chẳng sanh tâm sợ hãi, chẳng nghi ngờ, chẳng chìm đắm. Ngài Tu Bồ Đề nói: Thưa Ngài Kiều Thi Ca, Ngài nói Đại Bồ Tát làm các việc rất khó làm, ở trong thâm pháp đó mà Bồ Tát chẳng sợ hãi, chẳng nghi ngờ, chẳng chìm đắm. Thưa Ngài Kiều Thi Ca, trong các pháp không thì có ai sợ hãi, có ai nghi ngờ, có ai chìm đắm chăng? Ngài Thích Đề Hoàng Nhân đáp: Thưa Ngài Tu Bồ Đề, Ngài chỉ thuyết về pháp không nên chẳng có gì chướng ngại. Ví như hướng lên không trung mà bắn tên, thì các mũi tên bay đi chẳng có gì chướng ngại. Ngài Tu Bồ Đề thuyết pháp không cũng được vô ngại vậy. Trong chúng hội có nhiều người khởi tâm nghi, chẳng hiểu vì nhân duyên gì mà Bồ Tát có đại lực khiến chúng ma chẳng phá hoại được. Phật nêu lên hai nhân duyên làm cho Bồ Tát có đại lực khiến các ác ma chẳng phá hoại được. Đó là Bồ Tát thường quán các pháp không, Bồ Tát chẳng xả bỏ chúng sanh. Phải có đủ mặt trời lẫn mặt trăng thì vạn vật mới sanh trưởng được. Nếu chỉ có mặt trăng mà chẳng có mặt trời thì vạn vật sẽ bị ẩm ướt, khiến phải bị hư hoại. Nếu chỉ có mặt trời mà chẳng có mặt trăng thì vạn vật sẽ bị thiêu cháy, khiến phải bị hư hoại. Nếu mặt trăng và mặt trời hòa hợp thì vạn vật mới được thấm nhuần lợi lạc. Cũng như vậy, trong khi hành Bồ Tát đạo, Bồ Tát phải khéo hòa hợp bi tâm và không tâm mới đem lại đại lợi ích cho chúng sanh. Có bi tâm mới lân mẫn chúng sanh, mới thệ nguyện độ hết thảy chúng sanh. Có không tâm mới diệt được tâm chấp có lân mẫn, có độ thoát chúng sanh. Vì sao? Vì nếu chỉ có bi tâm mà chẳng có không tâm, chẳng dùng trí huệ để xả tâm chấp có lân mẫn, có cứu độ chúng sanh thì sẽ rơi về đoạn diệt. Bởi vậy nên Phật dạy phải song tu cả hai tâm, nghĩa là phải thường quán hết thảy pháp đều là không mà chẳng rời bỏ chúng sanh. Tuy lân mẫn chúng sanh mà chẳng rời bỏ hết thảy pháp không, tuy quán hết thảy pháp không mà chẳng chấp không. Vì chẳng chấp không nên chẳng ngại diệt lân mẫn chúng sanh. Lại nữa, quán lân mẫn chúng sanh mà chẳng chấp chúng sanh, chẳng chấp tướng chúng sanh, mà chỉ vì lân mẫn chúng sanh muốn dẫn dắt chúng sanh vào nơi thật tướng pháp, vào nơi rốt ráo không. Bởi vậy nên tuy hành bi tâm lân mẫn chúng sanh
mà chẳng ngăn ngại không tâm, tuy hành không tâm mà chẳng chấp không, nên chẳng ngăn ngại bi tâm, chẳng ngăn ngại diệt lân mẫn chúng sanh. Ví như mặt trăng và mặt trời hòa hợp với nhau, khiến vạn vật được sanh tồn và tăng trưởng vậy. Chư thiên cũng như chư thần thường khinh dễ người nói dối, người làm các việc chẳng đúng như lời nói. Còn Bồ Tát thì y như chỗ nói mà hành, nên chấp kim cang thần thường thủ hộ, khiến các ác ma chẳng tìm được chỗ tiện để gây tác hại. Các ác ma thường sanh ác tâm, phá hoại tâm của người hành Bồ Tát Đạo. Nếu Bồ Tát chẳng nhờ chư Phật hộ niệm, thì các ác ma có thể đến quấy nhiễu, khiến thiện căn của Bồ Tát bị hư nát vậy. Ví như trứng cá, nếu chẳng được cá mẹ lo lắng chăm sóc, thì cũng sẽ bị hư thối, chẳng nở thành cá con được. Bởi vậy nên nói, nếu Bồ Tát y như chỗ nói mà hành, thì được chư Phật hộ niệm. Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy, nên được Bát Nhã Ba La Mật công đức chẳng bị phá hoại, được trí huệ tăng trưởng, được chư thiên thân cận thăm hỏi và khuyến dục rằng Ngài sắp được vô thượng Bồ Đề. Bởi vậy nên Ngài phải thường hành không, vô tướng và vô tác. Hỏi: chư thiên chưa được nhất thiết trí, làm sao có thể tham dự việc thọ ký cho Bồ Tát? Đáp: chư thiên ở cõi trời Trường Thọ Thiên, ở trong quá khứ đã được nghe nói hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy là nhân duyên dẫn đến việc thọ ký. Nay chư thiên thấy có Bồ Tát có hạnh như vậy, có nhân tu như vậy, nên biết rõ các vị Bồ Tát ấy sẽ được thọ ký. Chư thiên thấy các vị Bồ Tát ấy hành ba giải thoát môn là ba pháp ấn, lại thường hành từ bi tâm đối với hết thảy chúng sanh, nên tán thán rằng chẳng bao lâu nữa Ngài sẽ thành Phật, Ngài sẽ hộ những chúng sanh chẳng được hộ, sẽ làm chỗ y chỉ cho những chúng sanh chẳng có chỗ y chỉ, sẽ làm chỗ quy y cho những chúng sanh chẳng có chỗ quy y, vân vân. Nếu Bồ Tát nào thường hành thâm Bát Nhã Ba La Mật như vậy, thì sẽ được chư thiên hộ niệm, được chư Phật khi thuyết pháp xưng dương và tán thán danh tánh. Ví như trường hợp Bồ Tát Bảo Tướng và Bồ Tát Thi Khí đã được Phật Thích Ca Mâu Ni khi thuyết pháp xưng dương và tán thán vậy. Ở thế giới Phật A Súc Bệ cũng như ở các thế giới Phật khác ở khắp trong mười phương cũng có những vị Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật như vậy, và cũng được các đức Phật khi thuyết pháp xưng dương và tán thán như vậy. Do các vị Bồ Tát ấy hành đúng như chỗ nói, nên danh tánh được chư Phật khi thuyết pháp nêu lên để làm thí dụ. Ở thế giới Phật đó, có vị Bồ Tát đó tuy chưa thành Phật mà đã hành thâm Bát Nhã Ba La Mật như vậy, thật là rất ít có. Ví như Viên Đại Tướng chẳng tiếc thân mạng, xông pha vào giữa trận mạc dẹp phá quân địch, nên thường được vị Quốc Vương xưng dương và tán thán. Cũng như vậy, Bồ Tát thường quán các pháp không, dùng lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật tận dẹp các phiền não mà chẳng tác chứng niết bàn, ra vào sanh tử để cứu độ chúng sanh mà chẳng tiếc thân mạng, nên được chư Phật xưng dương và tán thán danh tánh vậy. Tuy các đức Phật chẳng có tâm chấp đắm, chẳng phân biệt thiện pháp hay bất thiện pháp đối với chư thanh văn, chư bích chi Phật cũng như đối với hàng ngoại đạo chẳng có thương ghét, nhưng vì lợi ích cho chúng sanh mà thường tán thán thiện nhân, xưng dương thiện pháp. Vì sao? Vì muốn chúng sanh y nơi người có thiện tâm, tùy thiện pháp mà tu tập, nhằm vượt ra khỏi ngục tù ba cõi. Hỏi: kinh nào nói chư Phật, chư Đại Bồ Tát tán thán và xưng dương các vị Bồ Tát ấy? Đáp: sự việc này được nói trong kinh Vô Lượng. Thế nhưng sau khi Phật nhập Niết Bàn, có các vị vua tàn ác, tà kiến, đem đốt phá rất nhiều kinh điển, phá hoại rất nhiều pháp tự, giết hại rất nhiều sa môn. Nên 500 năm sau, vào thời Tượng Pháp, có rất ít các vị đắc A-la-hán, có đầy đủ thần thông, cũng như có rất ít các vị Đại Bồ-Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật. Bởi vậy,
nên các thâm kinh chẳng còn đủ ở cõi Diêm Phù Đề. Người tu thọ trì và hành thâm pháp cũng rất ít, khiến chư Thiên Long, Thiên Thần hộ pháp phải đem các thâm kinh cất giữ ở cõi khác. Hỏi: vì sao chẳng tán thán các đại Bồ Tát như Phổ Hiền, Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Di Lặc mà chỉ tán thán hai vị Bồ Tát Bảo Tướng và Thi Khí? Đáp: hai vị Bồ Tát ấy tuy chưa được vô sanh pháp nhẫn mà thường hành pháp tương tự như Bồ Tát đã được vô sanh pháp nhẫn. Vì hai vị Bồ Tát ấy hành pháp như vậy nên ma chẳng thể phá hoại tâm của các vị ấy, do vậy mà được Phật tán thán. Lại nữa, vì hai vị Bồ Tát ấy phát đại nguyện thanh tịnh hành thâm Bát Nhã Ba La Mật và phát tâm đại bi vô kỳ hạn nên sẽ mau được thành Phật độ thoát chúng sanh, do vậy mà được Phật tán thán. Lại nữa, chư đại Bồ Tát Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí, vân vân, tuy có công đức vô lượng, nhưng công đức và danh tánh của các ngài đều được chúng sanh cõi Diêm Phù Đề biết đến, nên Phật chẳng nói đến. Còn hai vị Bồ Tát ấy chưa ai biết đến, nên Phật mới tán thán vậy. Phật nói thêm rằng, ở thế giới Phật A Súc, cũng như ở các thế giới Phật trong khắp mười phương, có những vị Bồ Tát từ sơ phát tâm đã muốn được đầy đủ Phật đạo, muốn được nhất thiết chủng trí, thường tu phạm hạnh, thường hành Bát Nhã Ba La Mật, nên được chư Phật khi thuyết pháp xưng vương và tán thán. Các vị Bồ Tát ấy làm những việc khó làm như vậy, khiến hạt giống Phật chẳng đoạn dứt, nên được chư Phật xưng vương danh tánh và tán thán công đức vậy. Hỏi: Phật đã nêu những trường hợp Bồ Tát được chư Phật xưng vương và tán thán rồi, vì sao ngài Tu Bồ Đề còn hỏi những Bồ Tát nào được chư Phật khi thuyết pháp xưng vương và tán thán? Đáp: lúc ban đầu Phật nói đến các vị đại Bồ Tát, rồi sau đó Phật nói đến hết thảy các Bồ Tát từ sơ phát tâm dẫn đến thập địa, nên ngài Tu Bồ Đề sanh nghi mà hỏi như trên. Phật ái niệm hết thảy các Bồ Tát, nhưng các vị Bồ Tát nào có công đức thù thắng hơn thì Phật mới xưng vương danh tánh và tán thán công đức. Ví như ở thế giới Phật A Súc Bệ, có những Bồ Tát từ sơ phát tâm đã thường tịnh tu phạm hạnh. Ở các thế giới Phật khác trong khắp mười phương cũng có những vị Bồ Tát từ khi sơ phát tâm tịnh tu phạm hạnh như vậy, nên được chư Phật xưng vương và tán thán. Lại nữa, có những vị Bồ Tát tuy chưa vào được vô sanh pháp nhẫn, chưa vào được Bồ Tát gì, nhưng nhờ hành Bát Nhã Ba La Mật mà thường tư duy trù lượng, cầu thật tướng pháp, thường tính giải nhẫn pháp, thông đạt hết thảy pháp không, biết rõ sanh tướng là hư vọng, là chẳng kiên cố. Các vị Bồ Tát như vậy đều được chư Phật xưng vương và tán thán. Lại nữa, khi mới tu tập, Bồ Tát còn thấy ba giải thoát môn không, vô tướng và vô tác có sai khác. Khi đã vào được thật tướng pháp rồi, biết rõ hết thảy pháp đều là vô sanh, thì đoạn được hết các quán môn. Khi mới được nhu thuận nhẫn, chưa vào được vô sanh pháp nhẫn, Bồ Tát mới chỉ ra khỏi phàm phu pháp. Tuy đã tính giải và thọ thánh pháp, nhưng chưa vào được thánh vị. Bởi vậy nên Phật tán thán Bồ Tát vào được thánh pháp như vậy thật là rất ít có. Bồ Tát ấy đã được bất thối chuyển, đã đoạn dứt nhị thừa tâm, được Phật dự thọ ký. Những Bồ Tát dù chưa được vô sanh pháp nhẫn, nhưng đã có được trí huệ lực của bậc Bồ Tát bất thối chuyển, có thắng tính lực, cũng được Phật xưng vương và tán thán. Hết thảy các Bồ Tát nói trên đây nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật rồi liền minh liễu, chẳng có nghi, chẳng có sợ, vì tự niệm rằng sự việc như vậy nên Phật nói ra đúng như vậy. Hỏi: vì sao có những vị Bồ Tát đã thâm tín giải Bát Nhã Ba La Mật mà còn theo Đức Phật A Súc Bệ để được nghe nữa? Đáp: những vị Bồ Tát ấy từ khi mới hành Bồ Tát đạo đã theo Phật A Súc Bệ tu tập hành thanh tịnh phạm hạnh. Những Bồ Tát ấy thường chẳng rời Phật A Súc Bệ,
để học theo hạnh của Ngài, nên được tính lực và trí huệ lực của bậc Bồ Tát Bất Thối Chuyển. Dù chưa được vô sanh pháp nhẫn, nhưng cũng được Phật xưng dương và tán thán. Phật dạy rằng, những người nghe Bát Nhã Ba La Mật mà còn được đại lợi ích như vậy, huống nữa là người tín thọ, đúng như thuyết tu hành Bát Nhã Ba La Mật. Những người như vậy sẽ được nhất thiết chủng trí, sẽ được vô thượng Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, nếu hết thảy pháp đều là không tướng, đều là bất khả đắc, thì vì sao nói Bồ Tát trú trong như, tức là trú trong nhất thiết chủng trí? Phật dạy, Bồ Tát trú trong như mà như là không, trú trong như là trú trong rốt ráo không. Bởi vậy nên nói Bồ Tát trú trong như là trú trong nhất thiết chủng trí. Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi, trừ như sa thì chẳng có pháp nào khả đắc cả. Như vậy thì ai trú trong như sẽ được vô thượng Bồ Đề? Thật là vô lý vậy. Phật ấn chứng lời nói của Ngài Tu Bồ Đề, như là không, vì trong như chẳng có các tướng sanh, trú, dị, diệt. Nếu chẳng có các tướng sanh, trú, dị, diệt, thì chẳng có ai trú trong như. Chẳng có ai trú trong như rồi sẽ được vô thượng Bồ Đề. Chẳng ai trú trong như rồi sẽ thuyết pháp vậy. Như đã là bất khả đắc rồi, huống nữa là trú trong như để được vô thượng Bồ Đề để thuyết pháp. Lúc bấy giờ, Ngài Thích Đề Hoàng Nhân do còn chấp Bát Nhã Ba La Mật là có định tướng, nên khi nghe Phật và Ngài Tu Bồ Đề nói Bát Nhã Ba La Mật là vô tướng, là bất khả đắc, liền bạch Phật rằng, thật là hy hữu, Bát Nhã Ba La Mật rất thầm thâm, Bồ Tát làm việc rất khó làm, đó là trú trong Bát Nhã Ba La Mật mà muốn được vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Bát Nhã Ba La Mật là như, mà như là rốt ráo không. Ở trong như chẳng có người trú, chẳng có người trú rồi sẽ được vô thượng Bồ Đề. Chẳng có người trú rồi sẽ thuyết pháp. Chẳng có chúng sanh để độ, chẳng có việc độ chúng sanh, chẳng có việc đưa chúng sanh vào niết bàn. Vì hết thảy các pháp tướng là thường trú, là như tướng vậy. Bồ Tát nghe như vậy mà chẳng nghi, chẳng sợ là việc rất khó làm. Bồ Tát tuy biết rõ hết thảy pháp đều là rốt ráo không, mà vẫn cầu vô thượng Bồ Đề, vẫn tinh tấn tu tập Bát Nhã Ba La Mật, chẳng ngưng nghỉ, thật là việc rất khó làm vậy. Ngài Tu Bồ Đề nói với vị Đế Thích, nếu các pháp đều là không, là vô sở hữu, thì chẳng có gì để nghi, chẳng có gì để sợ. Như vậy thì chẳng có gì gọi là việc khó làm cả. Vị Đế Thích hoan hỷ, giấy niệm rằng, Ngài Tu Bồ Đề ưa nói pháp không, những gì Ngài nói ra đều y nơi pháp không. Tuy nói có sắc, có các sự việc, mà pháp nghĩa đều dẫn đến không. Cho nên, dù có người đến vấn nạn cũng chẳng thấy có gì ngăn ngại cả. Vì sao? Vì pháp không cũng là không. Nếu còn đặt nghi vấn về không thì cũng tức là đã phá pháp không rồi vậy. Bồ Tát biết rõ như vậy, nên ở nơi có cũng như ở nơi không đều được vô ngại. Ví như bắn tên lên không trung thì mũi tên chẳng có bị ngăn ngại. Đến khi sức đẩy yếu hẳn thì mũi tên mới rơi trở lại mặt đất. Thế nhưng đó chẳng phải là gì hư không đã cùng tận vậy. Cũng như vậy, Ngài Tu Bồ Đề nói pháp chẳng có gì ngăn ngại. Khi các nhân duyên của sự biện thuyết đã xong thì Ngài liền dứt, chẳng nói thêm nữa. Thế nhưng đó chẳng phải là pháp đã tận rồi vậy. Trên đây, mũi tên bắn lên không trung dụ cho mũi tên trí huệ của Ngài Tu Bồ Đề thâm nhập vào pháp không. Nếu có người hướng mũi tên vào vách tường thì mũi tên sẽ bị vách tường ngăn ngại, chẳng xuyên qua được, nên chẳng đi xa hơn được. Cũng như vậy, người có lợi trí mà có tà kiến chấp thì vẫn bị các tà kiến đó ngăn ngại, chẳng sao thông đạt được các pháp. Ngài Tu Bồ Đề thường trú trong pháp không, chẳng có gì ngăn ngại, nên thông đạt được pháp vô ngại vậy.